mẹ Nobita thì suốt ngày la là ăn ăn này hả? Không. Sức mạnh của cái nấm đấm nè. Cái đó để thay cho thơm á ba. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn cua biển. Cua biển à, nhỏ xíu à. Tại vì con thích ăn cua nhỏ. Cua nhỏ có gì đâu ngon. Tại vì á, nó dễ thương. Nó dễ thương nha. Thích ăn dễ thương phải không? Ừ. Có cái những cái này để làm cái gì? Để làm nước chấm cho ba, nhưng mà mẹ không có làm nước chấm cho con được. Con ăn nước chấm không? Không. Ok, vậy ba làm nước chấm nha. Dạ. Nước chấm trước nhất là có muối, tiêu, ớt, bắp, wasabi. Ôi, biết wasabi luôn ghê ta. Giờ bỏ cái này vô phải không? Bỏ vô đâu biết không? Đó, ba bỏ cái này ớt này vô nè. Bỏ vô đây nè. Xong dùng cái cây gỗ nè của con quậy lên. Rồi, rắc miếng chanh nè. Rắc chanh nhiều lên tại vì chanh hồng tắc nè, rắc nhiều lên. Ai ai còn miếng nè. Rồi cho wasabi vô. Ừ, cái này ăn là cay lắm. Sunny, các Sunny ăn thử không? Không. Tại sao? Con không bao giờ. Một đường thôi. Ừ. Một đường bự luôn. Ừ. Nè lấy rắc này. Thêm chanh nữa nè. Ba. Cái này được không? Được không? Ba, dùng cái này quậy lên đi ba. Ồ, cay quá. Ý dạ, cái ghế má ơi. Ừ, ghế má. Giờ ngồi là đó, quậy lên nè, thấy không? Cay ghê luôn. Ừ, đó, quậy nè. Cái này rồi. Ăn là, cái này ăn là toát luôn cả ốc luôn á. Ừ. Toát đầu luôn á. Các bạn dám ăn cái này không nè? Ừ, đúng rồi. Chảy tầm lem á luôn. Cái này là cái gì? Cái đồ kìa, cái đồ bấm cua á. Ừ, ok, Sunny chọn cua đi. Dạ, con thích con muốn con này. Vậy lấy con đó ra bẻ đi. Bẻ càng ra. Để xem thử. Thôi giờ mình làm cái này nữa coi. Ok, là nè, coi à. Ồ. Ngon. Ừ, ngon. Giờ ăn sao? Ăn cái này hả? Không. Kẹp cái này, bẻ cái này ra rồi kẹp. Nè. Cái này phải không? Ha. Rồi kẹp đi. Rồi kẹp đi. Ba kẹp mạnh lên. Bấm mạnh lên. Ê. Ôi giời, phun nước tùm lum la luôn à. Tại nó sống ở dưới có nước mà. Nè nè nè, ăn. Đây. Ăn. Đây, cái này con kẹp cho. Con giỏi cắn lắm á. Để lên đây nè. Ôi giời, chảy nước tùm lum la, con đừng có để dưới đó rớt nước. Nè ba kẹp cho con ăn nha. Ba biết rồi, ba biết làm sao rồi. Bây giờ ba kẹp cho con nè. Mệt quá. Cay quá. Có gì đâu cay. Đây. Cho ăn cái này cho đỡ cay đi. À, khỏi cần kẹp luôn, dùng cái sức mạnh của cái nấm đấm nè. Ba mới là nấm đấm á, ba à, mới là cái á. Ừ, cái thử. Ừ. Ngon quá. Con cầm một tay thôi. Ngon, không chấm gì hết hả? Không. Cho ba ăn miếng đi. Không ăn được cái gì hết à. Thôi ba ăn chân này nha. Dạ. Đó. Ừ. Bóp da vậy, thấy không? Cho ăn miếng. Ăn thì ba ăn cái gì? Hết rồi. Còn dưới kìa. Hết rồi, chân thứ hai nè. Đó, thấy không? Nó ra thịt nè. Ăn đi. Hết vui. Con dụ. Chưa ăn được cái gì luôn á. Nói nghe là con dụ à, ăn đi. Ăn nè. Đó, chấm. Ui dồi ôi. Chị ăn miếng. Ừ. Rồi à, cái này ngon nè. Ôi giời, gạch không Sunny ơi. Ừ. Gạch không thì sao? Nè, đây con ăn. Con. Thôi mình ăn nước chấm. Chứ còn lột cái nào ra cũng vậy à. Cũng có được ăn đâu. À, cay. À, đẹp ăn. Ôi. Nè, cái này là của ba. Ba làm cho con, được chưa? Cái này con lỡ làm rồi. Nhưng mà lần sau là ba làm cho con nghe. Không. Ba xin hai ly nước này. Ôi giời, đây là của ba ly to. Rồi, xin ly nhỏ nha. Tại con là con nít cho nên con không thích uống nhiều á. Ba,
con mèo máy Doraemon á, đó là mèo thần kỳ đó nha. Vậy hả? Dạ. Nhưng tại sao nó lại thần kỳ? Tại vì với nó là con mèo ở tương lai. Tương lai về á hả? Ừ. Tương lai tới trái đất á. Nhưng mà tại sao nó từ tương lai nó về? Tại vì nó là con mèo máy, cái thần kỳ thì nó phải về bằng tương lai chứ. Ừ. Mà cũng may là có cổ máy thời gian á. À. Về tương lai hả? Nó về thừa hiện tại nè. Bây giờ hả? Ừ. Ở đây đâu con, à, đó là trong phim hoạt hình mà. Xin đi tìm con mèo đó cho ba được không? Chỉ có là con mèo được chơi thôi à. Ba cũng chơi con mèo được chơi không? Trong phim đó có những ai nhỉ? Còn nhiều nhân vật lắm. Nhân vật á? Đúng rồi. Shizuka. Nhưng mà biết con trai hay con gái không? Shizuka là con gái. Vậy con đúng. Ba, Nobita là con trai hay con gái? Nobita dĩ nhiên là con trai rồi. Đúng rồi. Có phải là nhân vật chính không? Không, Doraemon mới là nhân vật chính á. Ok, chắc là Doraemon nhân vật chính hả? À? Con mèo quá hả? Dạ. Thì con có biết Nobita không? Nobita là con trai á. Trai, còn gì nữa? Là trai anh. Bơi ba con muốn gặp. Cái này không có gặp con ơi. Nè, hả miệng nha nè. Ủa hình như hồi nãy con nghe nói là hồi nãy ba cái tay ba dính nó tùm lum gạch mà. Nãy gì vậy? Con muốn ăn cái gì nào? Nếu ba chấm cái này không? Ba lấy cái chân ra. Kẹm hết chỗ ngồi của con rồi. Ba mở cái càng. Ba cũng nè ba. Ba mở cái càng cho con nha. Ba cũng nè. Nè ăn nè, ăn trước cái cũng sao? Ăn. Đưa cái miệng lên, đưa cái miệng lên. Đó. Xong rồi ba mới bẻ cho con. Cũng. Ba, cũng. Nhìn ngon quá. Công nhận nước tăng lực của ba có khác. Cái này nước tăng lực á? Sai lầm. Cái này nước trà. Nước trà cũng là nước tăng lực. Không phải nước tăng lực đâu, cái này là Lipton. Lipton hả? Lipton. Anh biết Lipton là cái gì không? Dạ. Là cái hãng nước. Cái hãng nó tên là Lipton đó. Có nghĩa là trà chanh á. Thì con cũng đang nghĩ vậy á. Cái này là cái gì? Ai biết? Ai biết cái này là cái gì thắng? Nói nghe nè. Cái đó để cho thơm á. Nhưng mà cái này tên là gì? Xả. Giỏi vậy ta. Cái này ai ăn được? Không, cái này không có ăn được. Cái đó không ăn được, ta ăn nè. Cái đó để cho thơm á ba. Đúng rồi, ăn vô nó thơm. Bà dơ quá. Ba ơi ba. Gì? Cineo á, mỏ nhọn như con chim đại bàng vậy. Với mẹ Nobita thì suốt ngày la làng không à. Cineo là ai? Cineo là đồ mỏ nhọn á. Trai anh thì suốt ngày ăn hiếp Nobita. Còn có một nhân vật thông minh nhất nữa nè. Rồi, giờ có Nobita nè. Suzuki nè, không phải Suzuka nè, không, hay là tên gì? Shizuka, Nobita, Chayan, Shinio, rồi ai nữa? Dogisugi. Rồi. Thông minh lắm. Mà suốt ngày thì Shizuka thích đâu mà. Nè ba, với lại thì có mẹ của Shinio với ba của Shinio cũng mỏ nhọn giống Shinio luôn. Con giống cái gì nhất của ba nè? Nhưng mà cả gia đình là giống. Nhưng mà tại sao con không giống mẹ? Ở trong phim con thích ai nhất? Thích Nobita với Dogisugi. Với lại Shizuka nhất. Một người thôi, nhiều người có sao hiểu được. Thích ai nhỉ? Thích Dogisugi nhất. Susuka. Rồi Susuka là ai? Suka. Rồi cái người con thích là ai?
Dogi Sugi. Vậy á. Ừ. À, đẹp trai không? Nhưng mà Nobita đẹp trai hơn. À, con biết ba thích ai không? Không. Đừng nói là ba thích trai anh nha. Trai anh không giữ. Chính xác. Ba thích trai anh mạnh khỏe. Không có sợ ai hết. Tôi mình nó có cái túi phải không? Dạ, con thích cả cái túi của nó. Món gì con cũng thích hết. Vậy hả? Dạ. Như ba cũng thích nhưng mà trong cái túi của nó con thích cái gì nhất nè? Cổ mấy thời gian á. Cái đó nó làm được cái gì? Nó có thể đi về tương lai. Tương lai à? Còn có một nhân vật em của Doraemon nữa. Ừ. Nhưng mà con quên rồi. Hình như ba biết tên gì á? Đâu, tên gì? Doraemi phải không? Đúng rồi. À, cũng là con mèo luôn hay cái gì? Cũng là con mèo luôn. Nobita giỏi nhất cái gì? Hoặc là Nobita giỏi nhất là chơi dây á. Chơi gì? Chơi dây gì nè? Tạo hình á. Nobita có giỏi học không? Không. Mấy hình như là Suzuka giỏi học đúng không? Với Dogi Sugi á. Ờ, cái bạn mũi nhọn cái gì? Không phải. Bạn thông minh hồi nãy. Bạn thông minh nhất là ai? Dogi Sugi. À. Nobita có giỏi cái gì không? Không. Nobita với ẹt à. Lúc nào mẹ của Nobita cũng phạt Nobita hết trơn á. Vậy hả? Ừ. Giống mẹ xà con vậy hả? Ừ. Em nói hả? Ừ. Ừ. Tại sao mẹ phạt con vậy? Tại vì con lì con nói. Con cũng biết con lì nữa hả? Ừ. À. Con muốn ăn cái gì nào ba làm cho? Cái càng phải không? Ừ. Bẻ càng cho con nha. Dạ. Muốn kẹp. Con muốn kẹp ở đây, ba để con kẹp nè. Nè. Kẹp nhẹ thôi nha. Dạ. Không lỡ te tét luôn á. Đây đấy con. Ờ, để lên nó kẹp. Ôi trời, văng nước tùm lum luôn, văng cái mặt không? Có văng tí. Để văng tí luôn. Rồi nè. Nó bị bể nè. Tôi. Te tét tùm lum hết rồi. Có văng vô mặt vào. Không. Đây nè. À, bà lấy nguyên cả miếng thịt cho con luôn nè. Bạn Nobita không giỏi cái gì vậy? Nobita không giỏi học hành nè. Đi học mỗi ngày luôn. Ừ. Nhưng mà cũng không giỏi là sao? Thì Nobita làm biếng học. Nobita cứ còn ngủ không à. Vậy luôn. Ừ. À, còn gì nữa? Không. Hình như Sunny cũng lo ngủ không à. Cũng làm biếng học phải không? Tại vì con mệt quá à. Trong đây thì sao đây? Nếu mà mình đi học thì là mệt cũng phải đi học mà. Nhưng mà con rất là thích. Lên em. Con rất thích đi học, nhưng mà con học ngày trẻ. Như ta 6 tuổi chứ học lớp 1 lận. Cho ba miếng này nha. Cho miếng, cho nữa nha. Để con xin đi nè. Cay quá. Cay á? Ừ. Cụm một miếng để uống nước, nước cho đỡ cay. Rồi sao? Thầy của Suzuka là sao? Không, thầy của tất cả bạn nhỏ luôn á. Ừ. Thầy của Dogi Sugi, Shizuka, Nobita. Nhưng không phải là thầy của Doraemon. À đấy. Doraemon là từ tương lai hả? Ừ. Đâu đi học đâu mà thầy. Dạ. Đúng rồi. Rồi thì Nobita quên học bài. Rồi Nobita còn dậy trễ, cho nên thầy mới ý phạt ra ngoài hành lang đứng á. Vậy luôn. Ừ. Nhưng mà con đi học con không có Con đi học con có bị gì lần nào chưa? Chưa. Trường mầm non Việt Mỹ thì con có bị vài lần á. Vài lần luôn hả? Ừ. Vậy sao ba không biết nhỉ? Còn trường này là con mới học cho nên con không biết, con không có làm tội gì hết trơn á. À, con mới học mà. Ừ. Cho nên chưa bị thôi phải không? Ừ. Chắc không nên cười. Ngon không con? Cua này ngon nha. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà ngon phết á. Có cái này nữa nè. Ba tránh ra chiếc chân. Ừ, xong rồi bóp lên nữa. Đó, bóp lên là ai được ăn vậy? Bóp lên là Sunny được ăn à. Ba, con hút.
Thôi bì, tành lắm à. Ừ, ngon quá. Ôi cha hát hát giỏi phải không? Không, cha anh hát dở lắm. Nhưng mà còn hát to nữa. Vậy hả? Nhà hàng xóm nổi giận lên. Ai còn nhân vật này nữa? Ai? Nhà hàng xóm á. Hàng xóm cái gì? Hàng xóm, em xuống này. Mà còn cái gì ta quên rồi. Hàng xóm gì quên rồi. À, cái hàng xóm, cái ông phải không? Ừ. Ông có toàn là cầm cái chổi đi đánh phải không? Ừ. Rồi sao? Ba không nhớ đâu. Con cũng đâu có biết. Nhưng thôi mà... bỏ qua đi. Ừ. Rồi sao? Bỏ qua ông đó đi. Dạ. Bữa nào con xem lại. Rồi con kể cho ba nghe nha. Ừ. Dạ chứ. Bây giờ nhân vật Suzuka thích ai nè? Doki Sugi. Là cái anh chàng học giỏi phải không? Ừ. Con cũng thích cậu phải không? Ừ. Vậy ai ai học giỏi là thích à? Thành nhàn cái này không? Ngon nè. Miếng thịt nè. Đưa cái miệng ở đây, đưa cái miệng tới đây. Rồi. Ngon. Ăn thịt phải không? Ừ. Ngon nha. À, con biết nè. Nè nha, Doraemon á thì rất là thích ăn bánh rán. Bánh rán. Bánh rán. Cái bánh rán đó là bánh Doraemon mà mình mua siêu thị phải không? Ừ. À, nó có cái hình Doraemon luôn á hả? Ừ. Giống như Sunny thích ăn phải không? Con không thích ăn. Nhưng mà Sunny ăn chưa? Rồi. Ngon. Bằng làm bằng ý mặt á. Ý mặt chứ. Ý mặt là những là thường mẹ làm yến mặt không mẹ? Ừ. Mẹ làm yến mặt. Còn có nó không chỉ có còn món đó nữa thôi đâu mà còn có cháo yến, còn có cháo yến mặt nữa. Đúng rồi, cháo yến mặt mẹ cũng làm luôn phải không mẹ? Giờ ba cắt cái này cho con nha. Dạ. Coi được con ngon. Ui à, ra một nguyên một miếng thịt luôn. Từ từ đã bắt nó ăn đi nè. Ngon. Vậy thôi, con ăn vậy thôi được rồi. À, phim Toy Mon hay nha. Từ giờ ba cũng xem mấy Sunny luôn á. Hiểu không? Đúng rồi. Đương nhiên rồi. Oh yeah. Sunny có biết bộ bói cánh cửa thần kỳ không ta? Dạ con cũng xem rồi. Vậy hả? Ờ. Cái đó nó làm thế nào? Nó có thể hỏi đi, nó có thể đi bất kỳ đâu cũng được hết. Tương dạ. Lai hay cũng được nữa. Tương lai luôn á? Ừ. Đi đâu cũng được luôn. Ừ. Thì không mẹ. Tới đây cũng được nè. Nè, ba bắt cho con nè. Tương lai nè. Mà ba ơi, cái con quên là cái chuyện này con chưa nói cho ba nghe. Chuyện gì? Đó chính là con nhớ. Chuyện gì nào? Từ từ. Nè đây đây, ba lột cho con, ba không ăn đâu, yên tâm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nè. Nè ăn. Đây nữa nè. Thôi ba, con đố ba nha. Ừ. Có hai con khỉ. Một con khỉ rớt xuống nước. Là còn con khỉ về với con khỉ về. Có hai con khỉ. Ừ. Một con khỉ rớt xuống nước. Ừ. Trời ơi, để con nói đáp án. Giờ có hai con khỉ, một con khỉ rớt xuống nước rồi con có đố như thế nào? Cái tay này hình có hai con khỉ. Đúng không? Ừ. Một con khỉ rớt xuống nước. Ừ. Thì còn lại một con khỉ. Ừ. Rồi con đố cái gì? Thì ý con nói là cái con khỉ khô với con khỉ ướt á. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi mình bye bye nha, bye bye.